Này là dù có cánh, này là dù không có cánh, thằng đáp xuống. Rồi đáp ngoài điểm. Thêm một phi công nữa à, gánh nè. Cái dù xanh là có động cơ, dù màu cam này không có động cơ. Phía trên thì còn rất là nhiều nhưng mà xa quá, chấm 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 chấm. Này là phía công đi diễn. Xa xa là kia là khán đài. Hồi sáng thì như gió quá gì đó, bay không được. Giờ thì cũng muốn làm nhiều đó, đâu mà mình nói chuyện cũng hết ra hơi luôn. Nhiều cây nữa cho nó trẻ, trong câu nó im. Rồi hạ cánh. Đây là núi Cô Tô, còn gọi là núi Phụng Hoàng Sơn. Độ cao là hơn 600 m. Xung quanh thì khán giả coi cũng rất đông. Đây một chiếc dù màu xanh đập chuối đang ở vị trí khá gần cho nên mình mới quay được rõ. Như là vận động viên này đang chuẩn bị đáp xuống nè. Đây. Wow, cảm giác bài do mót nha. Hiện tại cũng đang gần mặt đất. Chắc cũng còn khoảng cỡ trăm mấy mét á. Ủa đâu tay quầy. Tiểu ơi, đốc tiểu ơi. Đây 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 đây. Xa quá zoom lại chỉ cần chụp một xíu đây, người ta đang đáp nha. Đây. Mang hạ cánh. Rồi bị cái cây che nữa rồi. Đây 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 đây. Chiếc dù này cũng đang chuẩn bị đáp xuống. Rung lắc quá, rung lắc quá. Đang chuẩn bị đáp xuống nha. Rồi gần tới đất rồi. Rồi bị cây che nữa rồi. Rồi thể thôi mình di chuyển qua vị trí khác rồi, chỗ này bị che hoài. Đây, thấy xa xa kia là đang có một chiếc dù đang hạ xuống từ từ. Đây. Qua, wow, nhìn trong máy mình cũng không thấy luôn. Đây, 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 đây. Cảm giác bay chắc là rất là sướng, rất là do mót. Đó, đang hạ cánh xuống nha. Vỗ tay đặt lấy cho phi công. Rồi bị cái cây che rồi. Đăng lên lại, đăng lên lại. Rồi hạ xuống.
Rồi, đã hạ cánh an toàn. Thôi, xa xa bên kia mình thấy thêm 2-3 chiếc đó đang hạ cánh gì nè. Khó quay quá. Đây. Xa quá, vừa rung vừa lắc. Đây, cái xanh cái đỏ, không biết cái nào đánh xuống, à cái đỏ đánh trước. Đây. Thằng kia mới nhẹ không biết sao. Rồi, đã hạ xuống. Xa quá nhìn không thấy. Mất tiêu luôn rồi. Đây, hiện tại bây giờ vẫn còn nhiều phi công đang bay ở trên núi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ở đây có hai phi công gần nhất nè. Hai phi công này đang gần nè. Đầu là thấy được cái chấm nhỏ xíu trên cái màn hình thôi. Wow, đang lơ lửng nha. Trời đây đến đá rất là xa. Cao mình cũng đang đáp xuống vậy nè. Rồi, rồi, ta đáp xuống bên kia cái cây rồi. Rồi, qua bên kia rồi, không thấy. Trước bên đây 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 có hai phi công. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like trying love. If it says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Thank you.